Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ánh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Chiều ngày 16 tháng 8, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Tuấn, 36 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích 6 người tại bến xe ra Bát. Theo cơ quan chức năng, khoảng 10 giờ 30 ngày 11 tháng 8, Tuấn phát sinh mâu thuẫn sau khi có va chạm giao thông với ông NVT. Sau đó, Tuấn đánh ông T bị thương lúc này ông tê gọi vợ đến đón sáu người gồm vợ em vợ em rể con trai con rể và con gái ông tê đã đến để nói chuyện với tuấn tuy nhiên tuấn tiếp tục tác động vật lý con gái con trai ông tê khi con rể ông tê lao vào tuấn lấy một con dao ở ký ốt gần đó tác động vào gáy đối phương khi định lên ô tô rời đi tuấn bị người nhà ông tê giữ lại thấy vậy tuấn tiếp tục lấy một tua vít từ ô tô tấn công ba người nhà ông tê khiến các nạn nhân bị thương gây án xong tuấn ném tăng vật sang bên kia đường giải phóng và điều khiển ô tô bỏ đi những ngày sau đó, dù bị cơ quan công an triệu tập, Tuấn không chấp hành mà bỏ trốn. Ngày 16 tháng 8, công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ được đối tượng và tiến hành tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Công an xác định Nguyễn Ngọc Tuấn từng có 3 tiền sự về hành vi xâm hại và gây tổn hại sức khỏe cho người khác. Công an quận Hoàng Mai đang củng cố hồ sơ để xử lý nghi phạm theo quy định. Chiều ngày 16 tháng 8, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Mê, Hà Giang cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nghi do mâu thuẫn nên chồng bắn vợ trọng thương. Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 15 tháng 8, Bàn Văn Tê sinh năm 1968 ở xã Minh Sơn và vợ là chị Bàn Thị R sinh năm 1975 xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Bàn Văn Tê dùng súng tự chế bắn vào vùng mặt của chị R khiến nạn nhân bị thương nặng. Ngay sau đó, chị R được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Hà Giang. Sau khi gây án, Tê bỏ trốn lên rừng. Nhận được tin báo, công an xã Minh Sơn, công an huyện Bắc Mê và công an tỉnh Hà Giang có mặt tại hiện trường, tổ chức vây bắt nghi phạm gây án và điều tra nguyên nhân vụ việc. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Tối 16 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tân Bình thông tin đã bắt giữ Nguyễn Minh Đức sinh năm 1978, ngụ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi gây rối trật tự công cộng. Nguyễn Minh Đức là tài xế trong vụ chửi bới, hất cô gái lên nắp capo rồi tiếp tục lái xe bất chấp lời van xin, kêu cứu từng gây bức xúc dư luận. Theo cơ quan chức năng, vào khoảng 2 giờ ngày 15 tháng 8, chị PTTV sinh năm 1997, ngụ tại thành phố Thủ Đức, lái xe máy hiệu Honda Airblade chở người bạn tên là TATT đến tiệm bánh mì ở địa chỉ số 58 Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình để mua bánh mì. Về đậu xe máy dưới lòng đường. Lúc này, Nguyễn Mỹ Đức lái xe ô tô Honda CRV màu đỏ lưu thông trên đường Đông Hồ theo hướng ra đường Lào Long Quân, dừng lại trước tiệm bánh mì chỗ V, đứng bấm kính xe ô tô xuống. Sau đó, Đức dùng lời lẽ thô tục lớn tiếng chửi V và T vì để xe dưới lòng đường làm cản trở xe của Đức lưu thông. T có dắt xe và sát lề đường thì Đức xuống xe tiếp tục dùng lời lẽ thô tục lớn tiếng chửi V và T nên V và T và anh Đức cãi nhau khoảng 5 phút. Lúc này, V và T nhờ công an phường đến giải quyết sự việc thì Đức lên xe khởi động xe định bỏ đi. Tiếp đến, V đứng trước đầu xe yêu cầu Đức xuống để đợi công an đến giải quyết. Sau đó, Đức tăng ga đụng nhẹ vào người V và hất lên nắp capo xe ô tô, đồng thời di chuyển nhanh trên đường đông hồ hướng ra đường Lào Long Quân. Nằm trên nắp capo xe, V liên tục la hét van xin Đức dừng xe lại. Khi đến trước địa chỉ số 621 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, Đức mới chịu dừng lại. Lúc này, V liền nhảy xuống xe ô tô. Đức điều khiển xe ô tô bỏ đi về hướng ngã tư Bảy Hiền. Sau đó, về đến công an phường 8, quận Tân Bình trình báo sự việc xảy ra như trên. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tân Bình đã phối hợp với viện kiểm soát nhân dân quận Tân Bình tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định địa điểm xảy ra vụ việc là đoạn đường dài khoảng 1 km từ trước số 58 đồng hồ rẽ phải qua đường Lào Long Quân chạy đến trước số 621 Lý Thường Kiệt. Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Minh Đức có hành vi điều khiển xe ô tô trong tình trạng đã sử dụng bia rượu. Khi xảy ra mâu thuẫn đã cố ý điều khiển xe ô tô và HV đang đứng phía trước lên nắp capo xe ô tô và tăng ga, di chuyển nhanh trên đoạn đường dài. Hành vi này có thể gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hành vi của Nguyễn Minh Đức có dấu hiệu của tội gây dối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 318 Bộ Luật Hình sự.